Con xin phép mẹ cho con ăn bánh. Con không được phép, con được phép vứt nó xuống đất. Ơ, sao chị lại vứt đồ ăn đi? Tommy, Tommy, con quên không nói, con xin phép mẹ mất rồi. Con xin phép mẹ cho con về nhà, con sợ. Con được phép. Con xin phép mẹ cho con uống nước, làm ơn. Không, con không được phép. Con không được phép làm trái lời mẹ, không bao giờ. Không thể tin nổi, mẹ đã giết người yêu tao, bà ta là đồ. Bà ấy lúc nào cũng nghe chúng ta nói chuyện mà. Con xin phép mẹ cho con an ủi bạn con ạ. Con không được phép, con được phép tiễn nó đi cùng người yêu nó. Con xin phép mẹ cho con an ủi bạn con ạ. Con không được phép, con được phép tiễn nó đi cùng người yêu nó với món đồ ở túi sau của con. Không, Linh, mày sẽ không làm thế đúng không? Tao là bạn mày mà. Xin lỗi mày, tao không thể làm trái lời mẹ được. À, Trang, mày không còn đường nào để tránh nữa đâu. Con xin phép mẹ cho con, Linh ạ. Con được phép. Không được. Con xin phép mẹ cho con về nhà khóc được không ạ? Con không được phép, con phải đối mặt với hậu quả do con gây ra. Mẹ đã làm gì thế này? Sao mày có thể? Trang là bạn thân của tao. Trang cũng là bạn tao mà. Nhưng mẹ bắt tao phải làm thế và tao không thể làm trái lời mẹ được. Con xin phép mẹ cho con trả thù cho bạn và Linh. Con được phép. Không, từ từ đã. Con xin phép mẹ cho bọn con tạm ngừng việc này và nói chuyện với nhau một lát ạ. Con. Không, từ từ đã. Con xin phép mẹ cho bọn con tạm ngừng việc này và nói chuyện với nhau một lát ạ. Con có thể thử. Sau những gì mày làm với Trang thì tao không còn gì để nói với mày nữa hết. Kết thúc ở đây đi. Vì mày bình tĩnh nghe tao nói. Tao biết những gì tao làm là sai. Nhưng mày cũng không nhất thiết phải trở nên giống tao. Mày xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế này mà. Cũng đúng. Sao tao có thể tàn nhẫn được như mày? Đừng hòng làm bạn với tao nữa. Từ giờ trong mắt tao, mày coi như không tồn tại. Tan học rồi. Con xin phép mẹ cho con về nhà. Tan học rồi ạ. Con không được phép, con phải ở lại trường tối nay. Mẹ không cho phép ai về nhà luôn á. Tại sao? Đói quá trời, tao muốn ăn. Tao đói sắp ngất ra đây rồi. Con xin phép mẹ cho con ăn cái bánh ngọt được không ạ? Con được phép và những người khác sẽ được phép cướp bánh của con. Nào, thì tao đây. Con xin phép mẹ cho con ăn cái bánh này và chỉ mình con được ăn cái bánh này thôi ạ. Xin phép mẹ cho con ăn cái bánh này và chỉ mình con được ăn cái bánh này thôi ạ. Con được phép. Tao chóng mặt quá. Vi. Vi. Nhìn Vi xanh xao quá, cậu ấy cần ăn gì đó. Con xin phép mẹ cho con chia cái bánh này với Vi ạ. Con được phép. Này Vi, cậu ăn một chút đi. Mày ổn không Vi? Ừ, tao đỡ hơn chút rồi. Con xin phép mẹ cho con uống miếng nước. Con không được phép. Con xin phép mẹ cho con uống ly nước này được không ạ? Con được phép, nhưng con phải uống hết trong 10 giây. Mẹ ơi, con uống hết rồi ạ. Được rồi, con được phép sống tiếp. Con xin phép mẹ cho con ngủ một lát được không ạ? Con mệt quá. Con không được phép. Hoàng. Con xin phép mẹ cho con ngủ một lát được không ạ? Con mệt quá. Con không được phép. Hoàng. Hoàng ơi là Hoàng. Con quên không xin phép mẹ mất rồi. Con không hề ngủ, con không hề ngủ. Con xin phép mẹ cho con cứu Hoàng lần này được không ạ? Con sẽ làm gì cho ta để cứu nó đây? Con sẽ cố gắng làm bất cứ điều gì ạ. Tốt, vậy giữa chết thay nó hoặc tự mình kết liễu nó. Con chọn đi. Sao cơ ạ? Đừng, Linh, xin cậu đừng làm vậy mà. Nhưng nếu tớ không làm thế thì cả hai cũng sẽ cùng chết thôi. Thế nên tớ phải sống. Nhanh nào, mẹ đang đợi. Làm ơn đi mà Linh. Xin lỗi Hoàng. Ta rất tự hào về con. Con không được phép khóc đâu. Dạ vâng thưa mẹ. Ta sắp kiệt sức rồi. Cứ như này rồi cả lũ cũng sẽ chết thôi. Trừ khi có cách gì đó để thoát khỏi game này. Đúng rồi. Con xin phép mẹ cho con dừng chơi trò này được không ạ? Con xin phép mẹ cho con dừng chơi trò này được không ạ? Con được phép. Sao cơ? Thật ạ? Mình được tự do rồi. Mình được tự do rồi. Con xin phép mẹ cho con dừng chơi đấy ạ. Con không được phép.
còn phải chơi game này đến hết đời. Không, không, như thế là không công bằng. Con xin phép mẹ cho con biết tại sao mẹ chỉ thả Linh mà không phải con đi ạ. Linh rất trung thành với ta. Con đã giết ai vì ta bao giờ chưa? Con... Giờ mình có thể đánh một giấc sau đấy đi về nhà được không? Tao không thể chấp nhận sự bất công này được. Vi. Đằng nào cũng phải chết, tao phải trả thù được cho Trang đã. Vi, mày định làm gì? Tao sẽ kết liễu mày. Vi ơi là Vi, con quên không xin phép mẹ mất rồi. Nếu những người khác không thể thoát được khỏi game thì kết cục của họ đều cũng sẽ như Vi thôi. Thật sự phải có cách gì để kết thúc được trò chơi này chứ. Có một cách. Thật sự phải có cách gì để kết thúc được trò chơi này chứ. Có một cách. Mẹ, mẹ vẫn đi theo con ạ. Con thực sự nghĩ ta để con đi dễ thế à? Nếu muốn thoát khỏi ta, con phải đánh bại được ta. Ai? Là ai đang đứng ở đó vậy? Là ta đây. Mẹ, mẹ, con xin mẹ đừng bắt con làm điều này. Con thật sự không muốn chống lại mẹ. Con biết mẹ có đủ lý do chính đáng để không cho phép bọn con làm những điều mà bọn con không nên. Con rất biết ơn mẹ. Con nghĩ vậy thật à? Ta cứ tưởng tất cả những đứa con của ta đều vô ơn. Mẹ, con xin phép mẹ cho con ôm mẹ một cái được không ạ? Con được phép. Bà ta tan biến rồi. Vậy là mình thành công rồi. Yes. Bạn đã đánh bại mẹ. Xin chúc mừng, bạn đã trở thành mẹ. Cái gì cơ?